Xin chào tất cả các bạn và quý vị. Hôm nay mình đi qua chỗ nhà chú Quý chuyên về mẫu đơn ở khu vực Quan Sài, Dân Chủ, Tư Kỳ, Hải Dương. Thì lâu lắm mình mới ghé qua, hôm nay ghé qua thấy rất nhiều cây mẫu đơn to và đẹp. Đây, chào anh em nhá. Hôm nay bắt đầu lại gặp lại anh em. Mình mới năm nay thì nó còn lại ít mẫu đơn, còn cái mẫu đơn cũ rồi. Hiện tại bây giờ là cái tay đây là cái cây mẫu đơn vàng, cái chọn của này một nó lọt mắt, chọn của nó lườn lọt đồng được kính của nó là 1m2. Đây cây vàng đây, da tất xấu, tất cả mọi cái chi chành dài dán tận răm luôn. Rồi bây giờ mình mới làm lại mái thôi, để cho nó tết ra ra hoa, cắt lại cắt tỉa lại hết dầm rồi cho tết ra. Bẹ to đẹp. Nếu mà các bạn có nhu cầu mà thích đó, chơi loại to khủng thì cứ alo alo cho chú Quý. Còn giá cả thì anh em mình sẽ bàn bạc lại sau. Đây cái cây này trong này là cây đỏ, cây đỏ luôn rồi. Đây. Đang làm 3 tầng luôn. Tháng rồi mới làm xong. Bắt đầu mới làm tầng 2, tầng 3. Mặt giáo làm. Đây thì có đầu tư cái nhiều hơn cái là tầng. Xây là làm lốc hết. Làm bằng lốc. Vành lốc rồi các bạn này. Vành lốc to. Cái vành này to đường kính vào tầm bao nhiêu chú? Tính cái này 1m7. Thế đây các bạn nhé, đầu tư hết vành nốc này, vành nốc thì nan bằng nốc hết để làm mông. Là cái này 1m7 ra đi hết 20 phân, đó là đường kính cái này là 1m9, tán trên làm đường kính 1m, 1m9 hết sao được, cái này 1m7 ra 20 phân, nó hai bên đều ra phải 21 22. Bạn ạ, đây như cây giá tận tay dăm này. Đây mới xong, sáng rồi mới xong tập rồi, chiều bắt đầu làm tập 2. Rất nhiều cây mẫu đơn khủng các bạn ạ. Nếu mà các bạn có nhu cầu mà thích hồng dòng to thì đây, đây là dòng bé cũng có nhá. Dòng to dòng bé đều có hết, nhưng người thường thường toàn cây to thôi. Đấy các bạn nhìn này. Đang làm tán này, nay mai để đợt hoa Tết đây. Tán hết rồi, đây toàn bộ làm bằng hết nóc hết. Toàn cây to đây các bạn ạ, đây cho các bạn xem. Đây các bạn hỏi về cái dòng một cốt thì mình cũng cho các bạn xem luôn dòng một cốt này. Một cốt thì cũng chỉ còn một cây thôi. Đây các bạn thấy không? Đây là đỏ. Đây cây hoa một đỏ. Nó được 9-8 phân. 8-9 phân. Đang làm gió mái. Còn đây là bông trang bên đây. Cũng có cả trang luôn các bạn. Trang này đang ra này, nay mai Tết là có hoa hết nhỉ. Đây còn cây song thân đây các bạn này. À đây là phu thê thinh quý tử đây. Hai cái to đây. Hai vợ chồng sinh con đây. Mà đứng cái dòng cành kia, riêng cái dòng cây già nó cái tay dăm thì nó không được nhiều nên phải nuôi các bạn ạ. Có dòng đây đi miền Tây nhiều, đi cúc hoa. Đây xin giúp xung hoa này. À, túc đây. Thấy xung này, quả này. Đây là cây túc à? Đây cho các bạn xem cây túc này, bên cạnh có cây xung này. Đấy, cây lục xung bên này. À, xung túc. Đây là cây xi đây. Xi này cũng là dòng to các bạn ạ. Anh em có nhu cầu thuê xi thì cứ alo. Đây, cây này là con búp hồng, con này búp đỏ này. Đây búp đỏ đây các bạn nhé.
trong một bút hồng. Đây, bút đỏ các bạn này. Giáng nàng. Đây giáng nàng đây. Đây đồ hoàn chỉnh rồi, đã hoàn chỉnh rồi. Đây cho cái này ra. Chành chành cơ. Con này chành trông đẹp đấy các bạn này. Con này mini đấy, già sụp luôn này. Xù xì. Con này chành hà nước. Đây, những cái cây đã đuối, xì co xì, đây xì răng cổ đây. Con này là xì dây răng cổ nhá. Già đến tận đầu cành luôn. Đây có những cái cây như là cây ổi các bạn này. Cũng rất nghệ thuật này. Đường nét rất nghệ thuật này. Đấy. Còn nếu mà các bạn mà có ưng cái lại dòng cây nào thì cứ nhắn tin hoặc bình luận trực tiếp. Đấy. Mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn đây, cây đó. Đây này đây. Anh làm nào thích cây cây mai chú Thủy anh. À đây. Đấy. Mai chú Thủy đây các bạn này. Đây là có mấy chục năm rồi. Cái này lá này lá chung lá nhỉ? Chung. Lá chung. Lá chung, lá cổ. Lá chung luôn. Cú cao ấy. Bắt đầu mùa này nó ra nó rụng hết lá xong bắt đầu ra riêng nó mới ra. Mùa này nó hơi trưa. Không, giờ rụng lá đúng rồi. Lá ra riêng bắt đầu nó mới đọc mà. Đấy, con này đẹp. Con đây là con si to này. Đây. Con này đấy. Con si khủng đây các bạn này. Si bút hồng đấy. Đây cũng to này. Tay cành. Cả hơn 30 cần bút cấp rồi. Cả trên mái. Đây con này là con mai cũ kỹ đây. Lúc hoạt công này. Con này thì mới được cái bộ gốc thôi. Con này mai mới uốn tay cành sau các bạn ạ. Rúi dũng, rúi còn nhá, giống rúi có hai cái rúi to khủng ban đầu mới một con kia mới nào vào tay xong là dây. Đây bông tra bông chiếc cũng có hết nhé các bạn nhé, không cái loại vàng mili cũng đều có hết. Rất nhiều loại cây. Nếu mà các bạn ưng dòng nào thì alo trực tiếp qua số điện thoại mình ghim trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào tất cả anh em nhé.